vọng và đọc, chị đọc lên và sau đó là chị có thể chia sẻ cũng như là định hướng cho các bạn lời khuyên của chị như thế nào cho các cái khát khao đó. Rất là nhiều như vậy thì cũng không biết là phải nên chọn từ nào, hay là hai cái bất kỳ đúng không? Hay là hả? Ví dụ vậy đúng không? Ok, mình sẽ đọc lên. Em ước một lần được ăn bún mắm chị Tâm. Ok, nói về vấn đề ẩm thực ấy, chúng ta phải biết là chúng ta đang ở trung tâm ẩm thực của Việt Nam. Với tất cả những cái món ăn nó là lập. Đương nhiên miền Bắc có những món ăn cực kỳ ngon, miền Bắc, miền Nam, miền Tây đều có những món ăn cực kỳ ngon của mỗi miền. Nhưng mà miền Trung, tại sao lại là miền Trung? Trung là trung tâm, là ở giữa của tất cả những cái hương vị, nó tụ tập về đó, nó cân bằng, nó hòa hợp, nó làm cho người ăn có một cái cảm giác rất là thèm thuồng. Cái hương vị rất là thơm và đặc biệt, người ta gọi đó là miền Trung. À, cho nên em muốn nói về mà bún mắm ư, ở đây bán đầy. Nếu như em nghĩ rằng em thích ăn bún mắm của chị làm, e rằng chị không có cửa. Bởi vì khi mà chị ở đây rồi thì chị cũng đi ra quán chị ăn thôi. Ví dụ như mình livestream ở trên mạng, chúng ta có quyền ăn và chúng ta có quyền khen, bởi vì các bạn không thể nếm được. Vì chúng ta chỉ có thể biểu cảm là mọi người có thể nghĩ là nó ngon rồi, đúng không? Nhưng mà nó ngon thiệt. Tuy nhiên chị có một cái recommend cho tụi em là hãy thử bún mắm ngay tại quê hương của chị đi. Các em sẽ thấy rằng vì sao mà người miền Trung người ta đậm đà đến thế. À, đó là lý do mà vừa rồi chị đã làm cái món bún mắm gửi cho các bạn xem. À, bạn nào chưa xem có thể search lên lại bún mắm bà Tâm, chứ không phải bà Mai bên kia. Ok. Bây giờ chị sẽ thêm một cái nữa hạ dưới đi ha, chứ trên thì hồi nãy lấy ở trên rồi. Rồi bên đây lên chưa? Được chưa? Ok. Ôi trời, cái chữ cái màu. Chào chị Tâm xinh đẹp. Chị Tâm xinh đẹp chào em. Chúc chị mãi luôn yêu đời, sức khỏe dồi dào và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Em yêu chị nhiều, mong chị tổ chức một FM là gì? À, fan meeting ở Đà Nẵng. Ủa gì kỳ vậy? Nó xài lắm luôn đó nha. Coi như là điều ước của em đã trở thành hiện thực. Rồi, thêm cái nữa. Rồi chúc không à. Chúc chị ngày càng xinh đẹp và thành công. Chúng em luôn yêu chị và bên cạnh chị. Rồi điều chúc là bỏ qua đúng không? Rồi cái câu hỏi là sẽ ngừng ngay lúc đó. Ok, tiếp tục. Mong chị yêu luôn hạnh phúc với những điều mình làm và nhanh chóng lầy nha chị. Rồi qua phía bên này. Đây. Chúc chị và gia đình an khang, vui vẻ, sức khỏe, mau ra sản phẩm mới nha chị. Cái nào mà dài chắc là có câu hỏi đúng không? À không, cái này là năm mới chúc chị nhiều niềm vui mới. Thôi để chị đọc cho nhanh ha. Ok. Mong mỗi năm được gặp chị vài lần. Rồi bây giờ toàn lời chúc thôi nè, lời chúc nè, cảm ơn các bạn rất nhiều. Có một cái tờ nào? Tờ nào? Tờ up. Không có up, cái này là có chữ đó em. Mà được cái là cái chữ nó nằm ở trên cái chữ vàng, nằm trên chữ cam, nên là không thấy gì cả. Ok, đây coi ở dưới này là cái gì. Tâm yêu ơi, Tâm yêu ơi, nghe thôi.
nói thế nào. Em ước mỗi ngày chị đều vui vẻ và cười hi hi ha ha một cách sảng khoái. Rồi cuối cùng cũng gì luôn. Ước gì hôm nay Tâm sẽ hát ít nhất 3 bài và em được xem rõ nhất, vì trước giờ chỉ được Tâm nhìn Tâm từ xa, em yêu Tâm. Ủa vậy cuối cùng em là ai? Em là bé nào? Thì cuối cùng là thì em cứ bây giờ là em ngồi ở đây xong rồi em xin vô hẳn luôn nha. Em đứng từ đây tới tối thế nào em cũng đứng gần nhất à. Mà xong cái này các bạn có được được vô trong luôn không? Nhưng mà hơi sớm không các bạn? Để chờ là hạnh phúc đúng không? Rồi bây giờ thôi, để chị sẽ coi một cái cuối cùng ở trong đây nha. Các bạn chị hay ghê, chị bóc cái trúng câu hỏi liền à. Nhưng mà cái này là các bạn chưa có kỹ lúc nãy. Nói là các bạn không có câu hỏi gì đó. Thì ok. Em luôn mong cho chị đẹp thật nhiều sức khỏe. Yêu chị rất nhiều, hóng chị Tâm không khến. Rất mong chị Tâm về Đà Nẵng nhiều lần hơn nữa. Chúc mừng sinh nhật, rồi chúc mừng sinh nhật luôn mọi. Chúc mong ước của Tâm tới là sẽ mở show, live show rồi ok. Nghĩa là cầu hầu như là những cái điều ước của các bạn ước trên cái bức tường này. Thì nếu như mà trong đây có cái gì mà hiện thực á, thì từ tương lai các bạn cũng biết à. Chứ giờ sao giờ? Ok. Bây giờ chị Tâm ơi, có idea gì không? Chị đây. Chị ơi, em cũng có một ước ao, em cũng có một khát khao. Vậy hả? Dạ. Chị Phi Thanh Vân đúng không? Hay sao? Ý em là vậy vậy? Từ nhỏ em đã được có một ước ao là được làm MC, được dẫn fan meeting cho chị Mỹ Tâm để được gặp chị. Wow. Em tranh thủ thôi chị, tí nữa chị chụp hình với em nghe. Chị đang tự hỏi là từ nãy giờ chị và em đứng đây là bao nhiêu cái máy hình chĩa vào. Thậm chí người ta còn livestream các kiểu. Vẫn chưa đủ cho một mong ước em à. Mong ước của My thật là nhỏ nhoi. Chị hiểu chứ. Dạ em cảm ơn chị đã hiểu em và các bạn calm down, bình tĩnh lại. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo các bạn nha. Các bạn đã sẵn sàng chưa nào? Và ngay bây giờ cảm thích chưa sẵn sàng lắm. Tụi em phải các nói rõ là đã sẵn sàng chưa? Hô to lên sàng không ạ? Em phải nói rõ ra chút xíu. Các bạn đã sẵn sàng để được nhận quà từ chị Mỹ Tâm cũng như từ hai người kia chưa nào? Ví dụ vậy đi là nó khác liền à. Cái gì cũng có mục tiêu. Tôi nhớ mục tiêu. Trời, ham hố ghê. Cái gì nghe thấy quà là. Bây giờ các bạn. Đời mà em. Nó phải vậy. Và ngay bây giờ Tiger Beer cần 6 bạn lên trên sân khấu này. 6 bạn nha. Bạn nào á? Chị Tâm ơi, chị Tâm có thể chọn giúp cho em được không ạ? Nhiều quá em không có chọn nổi. Em muốn là nam nữ bình thường hay là cần 3 nam 3 nữ hay như thế nào? Dạ nam nữ bình đẳng đi chị. Ok. Chúng ta rồi, chia làm 2 đội nha. Rồi em. Ủa gì kì á, em áo đen mà. Rồi bây giờ chị chọn 2 bạn rồi em tự chọn 6 bạn còn lại đi. Bạn nào đó hả? Ok, bạn khác con rít này nha.